Thời gian qua, các tỉnh phía Bắc đã đón nhận nhiều đợt thiên tai, gây thiệt hại rất lớn cả về người và của, làm sạt lở hư hỏng nhiều công trình. Để cuộc sống nhân dân trở lại ổn định, bảo đảm an toàn trước những nguy cơ sạt lở sau các đợt thiên tai, nhiều địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương khắc phục hậu quả nhanh chóng và ổn định tình hình của nhân dân, ghi nhận của phóng viên VTC14 tại tỉnh Hà Giang. Quốc lộ 4C qua địa bàn tỉnh Hà Giang thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều điểm sạt lở. Do đây là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông với 4 huyện phía Bắc của tỉnh, với lưu lượng phương tiện di chuyển tấp nập. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra thiên tai, tuyến đường đã bị ách tắc cục bộ, lực lượng chức năng phải rất vất vả mới có thể thông xe. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành giao thông vận tải cũng chỉ mới hoàn thành khắc phục ở giai đoạn 1, tạm thời cho thông xe và khẩn trương thực hiện giai đoạn 2. Riêng trên tuyến quốc lộ 4C dài trên 200 cây số, chúng tôi có hơn 70 vị trí sạt ta luy dương với khối lượng lớn và mới chỉ là thông xe được bước 1. Hiện nay đang tập trung hót dọn bước 2 và cũng thể chọn những cái vị trí trọng yếu nguy cơ mưa tiếp tục sạt để làm trước. Cho đến hôm nay mới chỉ khắc phục được khoảng 30% bước 2 trên toàn tuyến. Đây là một điểm bị sạt lở ở km 32 trên quốc lộ 4C với lượng đất đá lớn đổ xuống. Hiện đơn vị thi công phải thực hiện nhiều bước để đảm bảo an toàn cho công nhân cũng như người đi đường, đồng thời san gạt bớt đất đá phần mái ta luy dương để tránh những nguy cơ sạt lở về sau. Về cái vị trí này cụ thể thì sau khi theo dõi những ngày làm vừa qua thì chúng tôi nhận thấy là cái mái ta luy đã đến nền đất cứng và ổn định, và được cái phương án của sở đã giao cho là mái đã hạ cơ hạ tải và độ dốc là đảm bảo ổn định. Không chỉ trên các tuyến đường mà một số công trình trên địa bàn thành phố Hà Giang cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai. Điển hình như cầu thôn Trân, xã Phương Thiện bị sụt lún, hay bờ kè suối Trân bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp đến công trình xung quanh. Chính quyền địa phương phải khẩn trương ngăn dòng chảy, sử dụng kè dọ đá kiên cố, gia cố vị trí sạt lở ta luy âm. Đến nay một số công trình đã đạt tiến độ thi công đến 90%. Ở trên địa bàn thành phố Hà Giang thì có 6 vị trí là bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra, có nghĩa tại địa bàn xã Phương Thiện 3 vị trí, xã Phương Độ 2 vị trí và xã Ngọc Đường 1 vị trí. Theo Công an tỉnh Hà Giang, thời gian qua trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra những vụ sạt lở nghiêm trọng. Điển hình vụ sạt lở xảy ra vào sáng 29 tháng 9 tại km 51 trên tuyến quốc lộ 2 thuộc huyện Bắc Quang, khiến 15 người thương vong, trong đó 6 người chết, 9 người bị thương và nhiều thiệt hại về tài sản. Lực lượng Công an tỉnh đã phải nỗ lực cứu nạn, cứu hộ, cũng như đảm bảo an toàn khu vực, cảnh báo cho người dân trong điều kiện thời tiết hết sức khó khăn. Công tác tuần tra và tham gia cứu nạn cứu hộ để phòng chống sạt lở đối với địa bàn Hà Giang thì đã được các lực lượng của Công an tỉnh cũng như lực lượng Công an huyện, Công an xã thì tăng cường các hoạt động. Chúng tôi đã rà soát trên các cung đường, trên các tuyến đường để làm tốt công tác phòng ngừa. Tuy nhiên thì đối với địa bàn Hà Giang thì cũng xảy ra nhiều vụ phức tạp liên quan đến tình hình sạt lở. Theo đó thì các lực lượng liên quan phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thì đã làm tốt công tác phòng ngừa và xử lý kịp thời khi có tình huống đã xảy ra trên địa bàn tỉnh. Dù những đợt thiên tai vừa rồi cũng đã qua, song những hậu quả của nó để lại vẫn rất lớn. Chính vì vậy, công tác chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đóng vai trò hết sức quan trọng để hạn chế thấp nhất hậu quả mà thiên tai có thể gây ra. Đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, khôi phục các hoạt động, nhất là tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Thưa quý vị, với việc các đợt thiên tai xảy ra liên tiếp thời gian qua đã khiến nhiều tỉnh miền núi phía Bắc của nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó Hà Giang cũng là một trong các địa phương bị tác động nhiều nhất. Đáng chú ý, có rất nhiều điểm sạt lở trên khắp các khu vực. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, việc xử lý triệt để cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt công tác đổ thải đất từ những điểm sạt lở trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, đặc biệt là ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão, gây thiệt hại hệ thống đường bộ nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng sụt trượt, sạt lở bùn, đất đá ta luy xuống nền, mặt đường, công trình thoát nước với khối lượng lớn, khi có đến hơn 1.200 vị trí sạt ta luy dương và 800 vị trí ta luy âm. Nhiều vị trí xảy ra sạt lở đất đá với hàng chục nghìn mét khối, thậm chí lấp phủ toàn bộ nền, mặt đường, gây ngập úng, ách tắc giao thông cục bộ.
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng như là toàn các tỉnh phía Bắc thì đều bị ảnh hưởng những cơn mưa rất lớn, nhất là sau cơn bão số 3 đã làm cho thiệt hại rất lớn về cơ sở hạ tầng. Trong lĩnh vực giao thông, chúng tôi tỉnh Hà Giang này có hơn 9.000 km2 từ đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường xã đều thiệt hại rất là lớn. Trên 1.200 vị trí sạt ta luy dương và trên 800 vị trí sạt âm, với các vị trí sạt âm qua thống kê thì gần chục km về sạt âm phải làm lại, phải cũng như là mất hẳn đường. Thế còn xói mặt đường thì cũng với khối lượng rất là lớn. Với lượng đất đá lớn như vậy, ngay từ ban đầu, ngành giao thông vận tải tỉnh đã phải huy động tất cả nhân vật lực để sạt gạt xử lý các điểm sạt lở. Thế nhưng theo đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang, việc tìm kiếm điểm đổ thải đất sạt lở do thiên tai và xử lý các thủ tục lại đang gặp nhiều vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Cái khó khăn nhất về giao thông chúng tôi thì bây giờ là vấn đề san đổ đất sau khi mang về tập kết ở đâu. Cái đấy là một cái khó khăn nhất của ngành giao thông, và hiện nay thì cũng chưa có một cái quy định nào để ngành giao thông thực hiện được. Đó là các vị trí đổ đất trở đi xa hay gần nó phụ thuộc vào điều kiện địa phương, đồng thời là các bãi này nó ảnh hưởng bởi nhiều luật ràng buộc lại, đâm ra là được việc dọn làm đường thì nơi đổ đất lại không có, và yêu cầu của một số lĩnh vực, một số ngành cũng như một số luật về tài nguyên môi trường, về luật khoáng sản đang bị ràng buộc, cho nên ngành giao thông hết sức là khó khăn trong vấn đề đổ đất. Đối với thiên tai thì không thể biết trước được, cho nên là sạt lở ở đây nhưng mà lại không đổ ở đây được, đâm ra đấy là một cái khó khăn nhất. Quốc lộ 4C trên địa bàn tỉnh Hà Giang có đến hơn 70.000 mét khối đất đá sạt lở do các đợt thiên tai vừa qua. Nhưng theo nhà thầu đang thi công khắc phục các điểm sạt trên tuyến, đơn vị cũng rất loay hoay mới có thể tìm được nơi đổ đất, hoặc nếu có thì cự ly vận chuyển cũng khá xa. Vị trí đổ đất, vì trên tất cả tuyến đường đơn vị quản lý là đất đã được giao hết cho người dân. Tuy nhiên đất muốn đổ được thì phải cấp chính quyền địa phương là phối hợp với người dân. Tùy từ người dân có nhu cầu hay không có nhu cầu. Do đó cái khâu xác định vị trí đổ đất là tương đối khó khăn. Còn đôi khi là còn khó khăn về cự ly vận chuyển. Có những chỗ đổ rất là xa, do đó cái thời gian khắc phục nó lâu. Hiện các tỉnh miền Bắc không xảy ra mưa lớn. Tuy nhiên, theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang, nếu thời gian tới trên địa bàn có mưa thì những nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu, bởi có nhiều điểm xuất hiện các vết rạn nứt trên khắp các cung đường. Chính vì vậy, cần xử lý sớm những điểm sạt lở trước đó đóng vai trò quan trọng nhằm ngăn ngừa sạt lở đúng điểm đã từng xảy ra để giảm thiểu thiệt hại.